chào ông Lý. Ủa, mày, mày là thằng nào? Dạ, con là thằng Út ở xóm Liều á. Út xóm Liều hả? Dạ. Mày vô nhà tao nãy giờ mày làm liều cái gì chưa? Dạ, làm liều con không dám đâu. Con muốn hỏi liều. Hỏi liều? Dạ. Muốn hỏi liều muốn cái gì? Dạ, muốn mướn vợ. Mướn vợ? Mướn vợ. Ngồi. Ngồi. Hồi nãy giờ không chịu nói sớm. Dạ. Làm dạ. Mà tôi tưởng vô nhà tôi tính làm liệu gì. Dạ, không có. Dạ. Chờ nghe. Dạ. Tôi coi. Có bà nào rảnh nè tôi cho mướn liền. Nói thiệt với cậu nghe không? Tôi có 9 bà vợ tất cả. Gì? 5 bà người ta mướn rồi chưa có tới hạn trả về. Nhưng mà không sao, còn nữa mà. Từ từ tôi kiếm cho. Có rồi. Bà này nghe. Rồi. Bà thứ bảy của tôi. Ừ. Tôi cưng nhất á. Đen thùi à? Không, cái mặt đen thôi chứ cái người bà trắng nhách à, lông đen. Bà này nghe giỏi lắm nè à. Chuyên về cái nghề thiến heo, bụp một cái đứt liền. Nhà có ai cần thiến không? Có heo đâu thiến, chờ không có thiến liền. Vậy được rồi, không có tôi kiếm cho bà khác. Chờ. Rồi, bà này là cậu chịu liền. Miệng méo à? Trời ơi, miệng méo đưa tôi chi. Trời ơi, để tôi làm ăn cái coi. Trời ơi, méo thì cũng cho mướn à. Không, miệng méo thôi, chứ bà có nhiều cái tròn gió à. Bà này á, rành cái nghề nhất á, là cái nghề khóc mướn. Nhà cậu có ai sắp chết chưa? Có, chờ ông chết rồi mướn bao giờ mà khóc cho. Thì không có thôi, chứ làm gì đâu, cay đắng với tôi dữ vậy. Để tôi coi, rồi, bà này là bảo đảm. Cậu thấy là cậu chịu liền. Cái bà này á nghe không, cái nghề gì bà làm cũng được hết trơn hết trọi á. Tôi cho mướn vậy 50-60 năm nay rồi, không có ai than phiền tiếng nào hết trơn trọi á. Bà này á, cho cậu mướn là khỏi tính tiền luôn. Mỗi ngày cậu chỉ cần cho ăn 2 tô cháo thôi là đủ rồi. Cái gì? Làm việc từ sáng tới chiều ăn có 2 tô cháo à hả? Chị chứ còn răng cỏ gì đâu nhai. Ê, 91 tuổi rồi. Trời. Xin lỗi ông Lý nha. Tôi tính mướn vợ chứ không phải mướn bà ngoại. Vậy chứ cậu muốn mướn ai? Có rồi. Ai? Cháu ngoại ông nè. Tôi làm gì có cháu ngoại nào cho cậu mướn. Đây nè, hồi nãy mới vô phải ngồi nhổ tóc ngứa đó. Bậy hoài. Trời đất ơi. Sao vậy? Vợ thứ 9 của tôi đó. Gì? Không phải cháu ngoại đâu à. Vợ thứ 9 đó. Mới cưới về. Muốn mướn hả? À, mướn làm gì? Mướn gì làm vợ? Vợ ai? Vợ tôi. Bậy, qua đây em ơi. Cái mặt thằng này nhìn thấy nó không bảo đảm. Nói cậu nghe, đừng có giận chơi thấy gì cái đòi mướn ha. Mới cưới có mấy tháng thôi á. Còn nguyên á, chưa có xài. Để làm hàng mẫu thôi, để dòm chơi vậy thôi à. Ông thì dòm chứ làm được gì đâu. Phải rồi, tướng này sao được. Nhưng mà tôi nói cho ông nghe nè. Ông đừng có lo ha, số là vậy. Ba của tôi hôm nay ở trên tỉnh á, về đây là ông muốn coi tôi có vợ thiệt hay không. Đó, sau khi tôi có vợ thiệt rồi, ông sẽ cho tôi một số vốn liếng làm ăn. Xong xuôi rồi ông đi về, tôi trả cổ về cho ông, để cho ông làm gói nằm. Không bao giờ. Trời ơi ông, ông làm gì mà cái gì ông cũng không bao giờ, cứng rắn quá à. Vợ giả chứ có phải vợ thiệt đâu mà làm dữ vậy. Như lại mình cho mướn vậy mình còn có tiền nữa đó. Có tiền không? Trời sao không? Được nhiêu dữ vậy? Nhìn cái mặt là biết rồi, đang cần dữ lắm á. Mà người ta cần hàng mình hét bao nhiêu cũng được hết trơn á. Ông để đi em qua em hét giá cho. Nói nghe cũng có lý. Qua đi, qua nói giá cao cao một chút nghe không? Nó trả xuống chút xíu vừa. Nhìn kỹ chưa đó? Kỹ lắm rồi. Chịu nổi không á? Nổi sao không nổi? Cao giá lắm á nha. Giá trên trời cũng chịu nữa. Vậy hả? Biết nhiêu không? Nhiêu, nói đi. Nói đi em, nói cho nó hết hồn chơi. Năm quan. Ê, quan. Chịu, tôi trả gấp đôi luôn nha. Gấp đôi, ông nội mày á, gấp đôi, trời ơi. Lộn, chờ một xíu mày. Sao vậy? Trời sao em ngu dữ vậy em? Sao vậy? Cái bà bảy đen thui à, dẹp lép à. Còn cho mướn được 120 quan. Tướng em mừng mở gì cho năm quan nó vớt liền á. Bị ông cho mướn cao quá, ngậm hàng hoài phải không? Ngậm hàng gì? Thì tại trả gấp đôi kìa, phải vừa giá thôi để hàng đi chứ. Không, mẹ. Muốn nói giá với ông, tôi nói giá cho nghe nè. Ôi. Muốn mướn hả? Nói đi. 6.000 quan. Gì? 6.000 quan.
Nó làm gì vậy? Chết cứng gì nữa, tại giá cao quá. Ủa nói vậy anh nói hô giá hả? Còn gì nữa. Nói lỡ đi. Ê ê ê, 4.000 thôi, 4.000 quan. Xuống nữa. 3.500 á. 3.000. 8.000. Hả? 8.000. Thiệt ha. Vậy chuẩn bị ra ngoài đình làng ký giấy tờ cho mướn vợ liền. Ký liền. Mệt quá. Nhưng mà chạy gì đến giặt kìa. Ủa sao đây? Chờ chung. Gì vậy? Nè, tôi làm sẵn cái bản cam kết rồi, cậu chịu khó đọc giùm tôi cái đi. Trời đất ơi, bắt ra đình miễu thề thốt rồi làm tờ cam kết nữa. Ok, đi đây. Không chịu thôi à. Tờ cam kết. Tôi là ông Lý, đồng ý cho cậu Út mướn vợ của tôi. Với giá 8.000. Tám ngàn ngang nhớ ngang. Vững lời. Với một điều kiện là không được đụng vô cô bé. Thôi cho vừa phải thôi, vừa phải nha. Thôi dẹp đi. Trời đất ơi, tôi bỏ 8.000 đồng bạc ra không cho đụng hả? Vậy mướn làm gì? Ê cái này à, mày mướn vợ là mướn giả bộ thôi chứ bộ mà mày làm thiệt là mày đụng mày. Ông trời ơi, cam kết ông ngặt quá vậy ai thèm mướn. Mướn cứ làm cho dễ chút xíu chứ, để em lo cho. Bây giờ ha, chỉ cho cậu Út đụng những chỗ nào mà bé Chính cho phép. Còn rất có lý, rất có lý. Khoan gì vậy chứ bé Chính tính cho nó đụng vô gì? Tỷ như là tóc nè. Tóc được. Ừ, cái gì tóc ai thèm đụng. Xích xuống chút xíu. Xuống chút xíu đi. Tỷ như là cổ. Vậy không được. Về nhà mà nó suy nghĩ ra, nó thấy mình cho nó mướn mắt quá, nó giận nó bóp cổ em chết à. Có không? Bé. Xuống chút xíu đi. Xuống nữa hả? Vậy thì chắc có lẽ là bợp vai. Ngon. Cái bợp vai này là tôi ôm quen rồi, không cho thằng nào đụng vô hết trơn trời á. Út ơi Út, xuống xíu đi Út. Thôi được rồi, vậy cái này là phải cho đụng nha. Tấm lưng. Tấm lưng hả? Bậy. Cái gì bậy hoài vậy? Tấm lưng làm gì? Trời ơi, như là ngứa phải có người gãi, giống như em mỗi lần ở nhà em ngứa ông gãi giùm em á. Có lý á, nhưng mà bé, anh bỏ ra tới 8.000 quan rồi. Xuống chút xíu đi. Mày muốn đụng chỗ nào mà mày đừng xuống hoài vậy mày? Eo. Tâm mày. Ê, cái này quá đáng nha. Trời đất ơi, đụng eo, làm vợ làm chồng ra được phải ông eo mới là vợ chồng chứ. Chịu không? Đúng rồi, giả mà. Không chịu bạn, tôi về. Được rồi, cái eo được rồi. Nhưng mà đừng có xuống nữa nghe. Xuống nữa là tới vùng cấm địa à. Rồi. Giờ sao? Đọc tiếp ha. Mày đọc tiếp đi. Rồi, đọc tiếp. Tôi cam kết chỉ được đụng vào những chỗ cô bé cho đụng. Được. Qua. Nếu làm sai, đụng tới đâu, cục tay tới đó. Về em hát dễ sợ nha. Linh thiêng lắm à. Rồi. Nếu không, sẽ bị liệt cứng toàn thân, không làm được gì hết. Không, tao đồng ý mày, tao đồng ý. Gì? Liệt mềm toàn thân cho tao. Ôi sao vậy? Tại vì liệt cứng nó còn làm được. Liệt mềm hết trơn á. Chưa từng thấy trên nhà nào như trên này nha. Rồi, đọc tiếp. Nếu không sẽ bị liệt cứng toàn thân. Liệt mềm mày. Rồi, nếu không sẽ bị liệt mềm toàn thân, không làm được gì hết. Được chưa? Được, vậy được. Rồi, bây giờ phần ông là gì? Rồi, tới phiên tôi. Trời ơi, ông biết làm bản cam kết, tôi không biết làm hả? Làm ơn đọc cho lớn cho cô nghe giùm nha. Cái này cái gì? Bản cam kết của tôi dành cho ông đó. Vậy hả? Ừ. Tôi là ông Lý. Tôi xin cam kết là nếu mỗi lần tôi làm cản trở việc làm vợ của tôi đúng cho làm vợ của ông Út thì tôi sẽ bị bớt 2.000 quan. Gì nhiều vậy mày? Vậy nhiều gì? 1.000 thôi. Vậy nghe? 1.000 thôi. Ngàn được rồi. Rồi 1.000 cũng được, xong chưa ông cất giùm nha. Rồi đi. Khoan mày. Sao vậy? Buông ra cái khoản ôm này tao chưa cho phép nghe. Trời. Cam kết gì hả mà mày tưởng được hả? Thôi. Đưa đây, hũ dôi đây. Mặt mày nhìn không bảo đảm à. Tao phải đánh dấu mày. Trời đất ơi. Dấu gì? Đánh dấu dôi. Trời đất ơi. Dấu dôi còn thì người còn. Gì? Dấu chân lên. Dấu dôi mất thì người mất. Đó. Mày 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 mày. Mày thọt vô đi. Mày thọt vô đi, tao đem vợ tao về vợ á. Tao không cho mướn à. Rồi thôi đi. Chưa, còn nữa.
đâu nữa. Dở cái bụng lên. Kỳ quá à. Dở lên. Nè, đó, tao giao nghe cái dấu vôi nghe. Ba cái dấu vôi này mất là mày chết, mày chết rồi. Thôi rồi, không mất, mất. Đi, 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 đi. Thôi đi, đi. Từ từ, từ từ. Ê, chờ tao với. Miếng eo thôi chứ cha. Nhẹ hớp cái eo. Rồi rồi rồi, vô vô. Ủa? Vô vô buồn đi, vô buồn. Vô đâu? Vô buồn, vô buồn. Mệt tim quá. Đây đây đây, trời ơi. Nè ha. Trong này là 3.000 qua nha. Đầy đủ đây nha. Rồi cầm đi. Cầm đi rồi. 3 ha. 4 5 6 7 8 còn không? 8.000 quan đủ rồi, còn gì nữa? Tôi nhớ rồi, 8.000 quan. Xong. Gì kỳ vậy? Hả? Lấy đủ 8.000 quan đi về dùng cái ngồi làm gì vậy? Giỡn chơi hoài sao về được mày? Sao vậy? Tao phải ở lại đây. Lại làm gì? Coi chừng vợ tao. Cái gì vậy? Chứ lỡ tao về rồi ở đây mày làm gì vợ tao sao tao biết được. Ủa? Ba. Trời ơi. Trời ơi. Sao ba, sao ba? Trời ơi, tưởng trời sập chứ. Ủa, cho mày mừng gì dữ vậy mày? Ba con mừng quá. Con nói ba nghe nè. Có tin mừng rồi. Tin gì? Con có vợ. Ba có con dâu rồi. Có vợ rồi. Dạ. Có con dâu. Dạ. Con dâu tao đâu? Ôi đã dữ sợ. Mày lấy thằng này hả? Không phải. Đây là không có đâu. Không có ông anh đừng hiểu lầm. Để tôi tự giới thiệu tôi. Yeah. Tôi là chồng của con dâu của ông anh. Chồng của con dâu của tôi. Vậy là con của tôi. Ủa rồi thằng này con ai? Con ba. Không có, tôi lộn. Tôi nhớ tôi là ai rồi. Yeah. Giờ tôi mới nhớ. Yeah. Tôi là ba của con dâu ông anh. Dạ. Yeah. Nghĩa là anh xui. Yeah. Ủa xui hả? Anh xui. Chào. Ông anh. Mọi người. Cái này của tôi. Nguy hiểm. Dạ. Dạ. Con dâu đâu? Dạ, vợ con đang ở trong phòng á. Kêu ra, kêu ra. Con dâu kêu như ba, con dâu phòng kêu nha. Quay. Mày ở đây mày coi chừng ông già mày đi. Để tao vô tao kêu vợ mày ra cho thấy không? Chắc ăn. Minh ơi. Dạ dạ. Sao nhà cửa cho mấy chục ngàn quan mà sao thấy không còn y nguyên nha? Ba, chuyện hồi xưa bỏ đi ba. Thôi bây giờ con có vợ rồi, con sẽ đàng hoàng ba cho con tiền sửa nhà làm ăn ha. Chắc chắn ha. Dạ. Dạ. Chào ba. Trời, con gái mà hổn quá. Từ mặt ta dày kêu bằng bác. Dạ, dạ, chào ông. Mày kêu bằng anh. Ba. Của con. Của mày. Của tôi à. Mày, của tôi. Sao của anh? Đó giờ nó ở nhà anh là nó của anh. Giờ nó chuẩn bị nó qua nhà tôi là nó của tôi. Ba. Nguy rồi. Dâu rồi heo. Dạ, dạ. Để cho hỏi thăm chút. Dạ. À, ngồi. Anh ngồi. Con gái qua đây đứng. Dạ, dạ. À, vậy, anh ngồi. Tôi ngồi hả? À, dạ, ba ngồi ba. Dạ. Dâu ha. Dạ, dâu con ha. À, dâu à. Qua cho ba hỏi thăm chút được không dâu? Dạ. À, xin phép ông anh. Qua đây. Ngồi. Con gái ơi. Ngồi đây. À, mày đi chỗ khác đó, tao hỏi thăm dâu tao chút xíu. Ủa, vợ con hả ba? Ai biết mày ơi. Ngồi xuống tự nhiên đi con. Đứng ngó gần quá, mỏi. Dâu ra ha. Dạ. Trời ơi, chân nó dài quá trời quá đất ha. Dạ. Trời ơi, xưa sao tôi ngu tôi lấy vợ chân cục quá trời. Ba cũng ao ước. Ba cũng ao ước là sao ba có con vợ giống như con. Ba nói gì chết tôi không anh ơi. Không phải có con dâu giống như con đây vậy. Dạ. Cho hỏi thăm nghe. Dạ. Lúc mà hai đứa lấy nhau tới giờ rồi hàng ngày hai đứa làm gì?
Dạ, con nhổ tóc bạc cho chồng. Ba lộn. Nói ba nghe. Tại lần đầu tiên gặp ba nên hơi bị lúng túng á. Nhổ tóc ngứa. Tóc ngứa đó. Dạ. Tóc ngứa đó, tóc bạc là tôi nè. Nó nhổ tóc bạc cho tôi quen rồi, nó quên đó. Giỏi quá trời quá đất. Đây tóc ngứa, đây tóc bạc. Tôi có hai loại tóc đó luôn. Con nhổ là ba chọc lóc liền á. Đừng có. Nhổ gì kỳ luôn. Rồi mà con còn làm gì nữa không? Dạ còn. Làm gì? Đưa đùa cho chồng nằm. Trời ơi. Thương quá vậy, tôi cũng đã quá vậy. Trời ơi, có được gì đâu mà đã. Trời ơi, đừng có mắc cỡ. Trời ơi, có hạnh phúc thì mình có việc tận hưởng đi con. Hưởng gì? Tận hưởng đi. Tận hưởng. Gì ba? Sao Tông Nghi còn đứng qua đây chút rồi? Sao ba? Ông anh ơi. Vụ gì? Cho hỏi thăm chút nha. Ừ. Vụ này cũng nghi ngờ nha. Này tình thiệt, xui gia tôi mới nói nha. Tự nhiên nói. Số là cách đây vài tháng. Sao? Nó cũng nói tôi là nó có vợ rồi, cho nó vài chục ngàn lượng rồi nó làm ăn vậy. Ủa, mà. Vậy nó có vợ rồi ha? Chưa, để từ nghe nói. Cái sau đó tôi đi về tỉnh á. Cái hai ngày sau cái tôi vô tủ lầu tôi uống rượu. Cái tôi gặp vợ đó. Tôi. Vợ nó vừa gặp tôi cái nó kêu tôi bằng anh. Tôi. Sao con cháu anh nó hổn dữ vậy? Để tao kể mày. Tôi cũng tức lắm. Tôi hỏi chồng mày đâu rồi? Cái nó nói đâu có chồng con gì đâu. Vợ mướn mà. Mướn là sao? Thì nó mướn. Trời ơi, nó mướn con nhỏ nó làm vợ nó. Trời ơi, cái thằng này nó quỷ quái lắm. Trời ơi, tôi một cho nó tới 1.000. Trời ơi, vậy chết không? Không, để tôi kể từ từ anh nghe. Vũ gì? Trời ơi, con nhỏ nó xấu quắc à. Nó ôm nhôm, nó đen thui, nó lùng tỉ hết vậy đó. Mà nó trả 8.000 quan. 8.000 quan? Tức không? Trời ơi, phải được chứ con gái của anh vậy không? Trời ơi, ôi, 30-40 ngàn quan tôi cũng chịu nữa. Cái gì? 30-40 ngàn quan mà cũng chịu hả? Chịu chứ. Trời, tức quá trời tức à. Hố mẹ nó rồi. Cái gì vậy? Hố. Chị của tôi mà tại sao ông anh tức? Của tôi. Tôi tức giùm ông anh á. Cảm ơn. Tức giùm, tức quá. Bởi vậy, nghi lắm. Thấy chưa? Nghi kỳ này nghi lắm, không được đâu. Có đâu mà không có đâu. Không có đâu bà này. Có tôi mà. Có tôi là ông già của con gái, con dâu anh ở đây. Dạ đúng rồi bà, đúng rồi. Làm sao mà có chuyện gì gạt ông anh được phải không? Dạ. Lần đó cũng y vậy đó. Lần đó nó cũng mướn cái bà vậy mớm xộm xấu quắc làm má vợ đó. Vậy mà nó cũng trả đâu cũng 2.000+ quan á. Trời ơi, biết vậy tôi giới thiệu cho nó cái bà lớn của tôi. Trời ơi, không có cần trả tiền bạc gì hết trơn á, cho hai tô cháo được rồi. Ủa gì? Hai tô cháo là sao? Không có, tôi nói lộn. Vui vậy. Không, nói vậy ông anh nghe đừng buồn nha. Nói nghe bận buồn, bây giờ chứ tôi nghi lắm. Bây giờ ông ấy mày qua mày ngồi với vợ mày tao coi có đàng hoàng tao mới tin. Mày qua mày biểu hiện tình cảm vợ chồng tao mới tin, đi qua bển đi. Mày qua tao qua. Ê ba. Trời ơi, của con. Thì của mày. Để con qua. Trời ơi. Đâu ngồi coi. Giữ ý giữ tứ chút con ơi. Trời ơi, vợ chồng nó ngồi gần nhau mà tưởng ông già bà già xưa ngồi chụp hình. Không, ông anh không hiểu ý tôi nói cho ông anh nghe. Trời, ngồi đây tôi nói cho nghe. Dạ. Tại vì tụi nó thấy tôi với anh ngồi đây, người lớn ngồi đây, tụi nó phận con cháu phải giữ ý giữ tứ chút chứ. Trời ơi, vợ chồng rồi ý tứ gì nữa anh ơi. Dạ. Tôi nói thiệt anh, cách đây mấy chục năm tôi mà hồi xưa tôi gặp vợ tôi á, gặp đẹp vậy nè, tôi kể cho nghe. Cái vợ cái tôi ôm vậy liền. Ê bà đó, bà. Nên là giờ lập giờ là bây giờ nó phải biểu hiện tôi mới tin. Ôm đi, ôm ba. Ba nhớ rồi con. Ba có đem theo nè. Đó. Ba có đem theo rồi, có 1.000 quan à. Ấy con cất đỡ đi, thấy không? Cất 1.000 quan này nghe không? Thằng này rồi, bớt ngàn ha. Kỳ này nó hạnh phúc quá nha. Rồi. Vừa có ba vợ cho tiền xài đó. Rồi con bắt đầu ôm đi con. Bye. Giữ hợp đồng con ơi, ráng tao nhớ rồi, tao còn đem theo 1.000 nữa. Chờ chút rồi cho hoài vậy ha. Cái bà vậy cũng tốt lắm. Bớt ngàn. Rồi bớt. Ráng giữ hợp đồng ngàn. Rồi. Mày liệt toàn thân bây giờ nghe. Tao mấy giờ bàn về nghe ông anh. Thôi giờ gặp ông anh đây thôi, cho hai đứa nhỏ nó vô phòng nó ngủ đi. Không. Ấy giờ ông anh sao? Ông anh ở đây chơi lâu không? Lên đây thấy hạnh phúc con cái gì được rồi, thôi giờ ấy về đi. Tôi mướn xe ngựa cho về. Dạ đúng. Hả? Ê, đâu có được.
Bây giờ tôi phải ở đây khi nào con vợ nó có bầu rồi tôi mới về. Trời ơi, trời ơi, chết tôi rồi, trời ơi. Sao vậy? Không, con này nó giống má nó, mỗi lần mà nó có bầu nó đẻ khó lắm. Tôi sợ nó có bầu. Dạ, thôi mấy rồi, hai con vô phòng ngủ đi. Bảy. Trời ơi, bữa nay có ba mày lên nè, đây mày con dâu nữa, không biết là giữ ý giữ tứ với ba chồng gì hết trơn á. Trời ơi, trời ơi, cái cần gì phải giữ ý giữ tứ, vợ chồng nó còn trẻ mà. Dạ. Cho nó vô trong phòng đi, nó ôm ấp nhau mới đã. Trời ơi, cứ để cho nó tận hưởng hạnh phúc đi. Tôi nói ông anh không có hiểu. Tôi nói là cái con dâu của tôi á, tôi dạy kỹ lắm. Con gái của tôi á, phận làm dâu rồi thấy cha chồng lên á thì lâu lâu rồi nó mới lên một lần. Tụi nó muốn ngủ nhau lúc nào lại không được. Bữa nay là có cha chồng lên nè. Thành ra con dâu phải biết giữ ý giữ tứ. Tôi hiểu ý ông anh rồi. Tức là con dâu phải biết giữ ý giữ tứ. Là phải ngủ chung với ông già chồng. Phải. Trời ơi, nó bậy nó bạ không à. Ý tứ thì sao? Không có, tụi nó giữ ý giữ tứ có nghĩa là chồng nó là phải ngủ chung với lại ông anh đây. Còn con gái tôi ngủ chung với anh hả? Trời sao anh sướng quá vậy? Không có, tôi nói là hai cha con anh á là ngủ bên phòng bên này. Còn con gái của ông anh á, con gái của tôi nè, là ngủ phòng bên này. Ngủ chung với ông. Trời sao ông đã quá vậy? Trời ơi, đã gì đâu đã. Tôi đây. Thôi, ngủ riêng. Thôi, được rồi ba, cứ vậy nha ba. Cứ vậy thôi, bây giờ mình vô trong nghỉ ngơi chút xíu đi. Vô. Không cho đi đâu hết, vô nghỉ vậy đó. Tính sao đi ba. Trời nó bậy vậy. Vô hả?
Vậy rồi sao tự nhiên cột chân tôi vậy? Ủa, tôi cột chân ông hồi nào? Như này vậy đây. Chết cha không? Nói vậy nãy tôi cột chân ông hả? Nè. Vậy còn thằng Út đâu? Ai biết. Thằng Út đâu? Út đâu con? Dạ 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 con đây. Sao ba? Bé Chín đâu? Bé Chín. Dạ. Biểu. Hả? Kéo quần lên, kéo quần lên. Từ từ. Lẹ. Còn nguyên. Dỡ quần lên coi. Dỡ quần lên. Sao? Dứt vô đâu rồi? Thôi, để nè. Trời.